chiếc đèn lồng. Bác đom đóm già ngồi nhìn bảy đom đóm nhỏ tuổi rước đèn lồng làm sáng rực cả con đường. Trông chúng giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Ôi chao, mình thật sự già rồi, bác đom đóm thở dài. Chợt bác nghe thấy tiếng khóc từ dưới bãi cỏ. Bác bay tới và nhận ra đó là chú ong non. Anh bạn nhỏ này bị lạc đường. Đừng quá lo lắng, ta sẽ đưa cháu về. Bác non đóm an ủi ong non, rồi bác thắp chiếc đèn lồng của mình lên, dắt cu cậu bay đi. Bác bay mãi, cuối cùng cũng đưa được ong non về bên mẹ. Bác đom đóm quay trở về, nhưng chiếc đèn lồng của bác cứ tối dần rồi tắt hẳn. Chao ôi, tuổi già thật phiền phức, nhưng bác thấy vui vì chút ánh sáng cuối cùng của mình thật có ích. Bác đom đóm đập nhẹ đôi cánh, chậm chạp bay trong bóng tối. Đột nhiên, có những chiếc đèn lồng lung linh tiến về phía bác. Bác ơi, bác đã đưa bạn ong về nhà, chúng cháu sẽ tới để soi đường cho bác ạ. Thì ra là bầy đom đóm nhỏ. Các cháu ngoan lắm, bác đom đóm cảm động nói. Giọt nước mắt hạnh phúc trào ra trên khuôn mặt nhăn nheo của bác. Các bạn nhỏ ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển qua phần trả lời câu hỏi nha. Câu hỏi của bức tranh số 1. Bác đom đóm già nghĩ gì khi nhìn bầy đom đóm rước đèn lồng? Bác đom đóm nghĩ mình thật sự đã già rồi. Bức tranh số 2. Bác đom đóm làm gì khi nghe tiếng khóc của ong non? Bác đã bay tới và an ủi ong non, rồi bác thắp chiếc đèn lồng của mình lên, dắt cu cậu về với mẹ. Bức tranh số 3. Chuyện gì xảy ra với bác đom đóm sau khi đưa ong non về nhà? Bác đom đóm quay trở về, nhưng chiếc đèn lồng của bác cứ tối dần rồi tắt hẳn. Bức tranh số 4. Điều gì khiến bác đom đóm cảm động? Đột nhiên, có những chiếc đèn lồng lung linh tiến về phía bác. Thì ra, đó là bầy đom đóm nhỏ. Các bạn đom đóm nhỏ đã đến để soi đường cho bác. Lớp học viết thư. Một ngày đẹp trời, sẽ mời các con vật muốn tập viết thư qua lớp thầy sẽ. Mỗi con vật được phát một cái bút và một miếng vỏ cây sồi. Thầy sẽ nói, nào, ta bắt đầu. Học trò nắm chặt bút và chăm chú lắng nghe. Các bạn nhớ, khi bắt đầu viết thư cho bạn bè chẳng hạn, thì phải có cậu thân mến. Sẽ bắt đầu, tất cả các con vật tỉ mẩn viết cậu thân mến. Rồi, hỏi thăm, ví dụ như cậu khỏe chứ? Sẽ ngẫm nghĩ rồi nói, các con vật lại cắm cúi viết. Sẽ hài lòng, hãy viết bất cứ điều gì các bạn muốn, rồi đề tên các bạn ở cuối thư nhé. Các con vật sốt sắng gật gù, cố gắng khắc ghi từng lời. Sau đó, sẽ hướng dẫn các con vật cách nhờ gió gửi thư. Các con vật cảm ơn sẽ và trở về nhà. Sẽ vừa về tới nhà, thì các lá thư mà học trò gửi tới cho mình được gió chuyển đến. Sẽ cảm động lắm, gửi lại thư cho từng trò. Trên đó viết những chữ to tướng. Các trò thân mến, cảm ơn các trò rất nhiều. Thầy giáo sẽ. Các bạn nhỏ ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển qua phần
Trả lời câu hỏi nha. Câu hỏi của bức tranh số 1. Thầy giáo sẽ dạy học trò làm gì? Thầy giáo sẽ dạy học trò cách viết thư. Bức tranh số 2. Thầy giáo sẽ hướng dẫn học trò làm cách nào để gửi thư? Thầy giáo sẽ hướng dẫn các con vật nhờ gió gửi thư. Bức tranh số 3. Thầy giáo sẽ đã nhận được điều gì? Sẽ vừa về tới nhà thì các lá thư mà học trò gửi cho mình được gió chuyển đến. Bức tranh số 4. Thầy giáo sẽ đã cảm ơn học trò như thế nào? Sẽ cảm động lắm, gửi lại thư cho từng học trò. Trên đó viết: các học trò thân mến, cảm ơn các trò rất nhiều. Thầy giáo sẽ cảm ơn anh Hà Mã. Dê rủ cún vào rừng chơi, khi quay về thì bị lạc đường. Gặp cô Hưu, dê hỏi: cô kia, về làng đi nối nào? Không biết. Cô Hưu lắc đầu bỏ đi. Tiếp tới một con sông, thấy anh Hà Mã, dê nói to: bọn tôi muốn về làng, hãy đưa bọn tôi qua sông. Anh Hà Mã phật ý, định bỏ đi. Thấy vậy, cún nói: chào anh Hà Mã, anh giúp bọn em qua sông được không ạ? Được chứ, em ngoan quá. Hà Mã vui vẻ nói: cảm ơn anh. Cún đáp rồi quay sang nói nhỏ với dê: cậu quên lời cô dặn rồi à? Muốn ai đó giúp, phải hỏi một cách lịch sự. Còn khi họ giúp mình, phải nói cảm ơn. Dê con hơi xấu hổ. Sang bên kia sông, dê nói với anh Hà Mã: cảm ơn anh đã giúp em. Em biết mình sai rồi, em xin lỗi ạ. Hà Mã mỉm cười nói: em biết lỗi là tốt rồi. Giờ các em cứ đi theo đường này là về làng thôi. Các bạn nhỏ ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển qua phần trả lời câu hỏi nha. Câu hỏi của bức tranh số 1. Hưu đã làm gì khi nghe dê hỏi? Khi nghe dê hỏi, Hưu đã trả lời là không biết, rồi lắc đầu bỏ đi. Bức tranh số 2. Vì sao dê con thấy xấu hổ? Dê con thấy xấu hổ bởi vì mình đã nói chuyện không được lịch sự với cô Hưu và anh Hà Mã. Qua câu chuyện trên, các bạn nhỏ đã học được gì nào? Qua câu chuyện trên, chúng ta đã rút ra được bài học, đó là muốn ai đó giúp đỡ mình thì cần phải hỏi một cách lịch sự. Còn khi họ đã giúp mình rồi thì cần phải nói cảm ơn nhé các bạn nhỏ.